Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn đồng nghiệp ham mê nuôi ong trên mọi miền Tổ quốc thân mến. Trở lại với kênh YouTube kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương. Thì hôm nay là ngày 29. Ngày 29 tháng 8 2024 dương lịch. Vâng, như vậy là qua một thời gian nuôi ong thực nghiệm thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại, chúng ta kiểm tra hai cái đàn ong ý thực nghiệm. Thì nguồn gốc, tôi nói về nguồn gốc, về lai lịch này. Để mọi người chúng ta chưa vào kênh thì có thể chưa biết, còn những người đã xem, đã vào kênh, đã đang theo dõi để chúng ta theo dõi. Nhưng những người chưa biết thì tôi xin giới thiệu lại cái lai lịch của hai cái đàn ong này. Đầu tiên là hai đàn ong này bắt nguồn từ một cái trại ong của anh Linh ở dưới Ninh Bình. Anh lên vùng núi chúng tôi, anh lấy mật, mà anh không lấy được mật mà anh phải dồn lại 7 đàn. Sau khi anh dồn lại 7 đàn thì anh lại cho tôi. Anh cho tôi thì anh lại dồn lại 3 đàn. Thì tôi về nuôi ba đàn ông ý, tôi dồn lại thì một đàn ở góc kia, thì hiện nay là tôi lại dồn về hai đàn. Và hiện nay thì chúng ta bắt đầu giai đoạn này để giai đoạn cuối, thì mời mọi người chúng ta cùng vào tham khảo xem là đàn hai đàn ông này còn có thể tồn tại được không. Thì theo tôi đánh giá thì hai đàn ông này thì không thể tồn tại được. Thì tôi nuôi thực nghiệm là lần này là lần thứ hai rồi nhá, lần này là lần thứ hai. Một lần trước là đàn ông là thực nghiệm đã năm trước đây 20 năm là tôi đã nói trên một cái video là tôi thực nghiệm, tôi đã nuôi và thất bại. Và 20 năm nay tôi mới lại quay trở lại tôi nuôi thực nghiệm lại ông ý. Thì tôi nuôi tại chỗ thì hiện nay là tôi chưa vẫn nuôi được, vẫn chưa nuôi được. Thì chúng ta xem này. Đây là đầu tiên là có 7 đàn ong mà tôi dồn lại có 3 đàn, mà từ 3 đàn tôi lại dồn được 2 đàn. Thì đây là còn một đàn dồn lại nuôi ở cầu 48. Và đi đàn kia còn là cầu 42. Thì chúng ta xem này. Cầu 48 này thì có một con chúa dự phòng nó chết rồi. Chết con chúa dự phòng rồi nhá. Giờ chúng ta xem này. Quân thì đã thưa dần rồi. Mà cái cầu tôi cho xây đây thì cái cầu 48 nó đã xây xong rồi nhá. Cầu sau khi đã xây xong cầu 48 này thì quân bị hao tổn. Hao tổn. Thì chúng ta xem này. Đây, bây giờ chỉ còn hai cầu. Hai cầu và nhộng như thế này, liệu mọi người xem những người nuôi ong ý quen như thế này liệu còn phát triển được không? Tôi thì tôi nhìn quen ong nội rồi, nếu mà ong nội mà như thế này là vứt đi rồi. À, thì trứng thì đẻ ít, có đẻ nhưng mà đẻ ít. À, đây ạ, quân thì cái hao mòn dần. Quân thì hao mòn dần nhé. Đến giờ phút này nó chỉ còn có bao nhiêu quân thôi. Quân già chết đi mà quân non giả nở ra thì... tôi nghĩ là nó thay thế cũng không kịp. Mà quân thưa thế này thì không biết rằng là liệu còn nuôi được không. Thì tôi thì tôi chưa nuôi ong ý quen. Nên nhìn cái ong nội mà như thế này là coi như là phải bỏ luôn rồi nhá. Ong nội mà như thế này là bỏ rồi. Đây ạ. Cầu thứ hai này. Đây tôi vẫn cho ăn mật đến vít nắp đây. Chúa thì vẫn còn đây nhá mọi người nhá. Chúa đây này. Con chúa đây mọi người nhá. Con chúa đây ạ. Mà nhìn con chúa đấy nhá. Chúa ông ý đây. Đấy, thì cái đàn này thì vẫn còn chúa nhá. Đây nhộng thì bên này thì vẫn có nhộng này. Quân nhộng như thế này liệu còn sống sót được không ạ? Đấy thì đây là cái đàn 48 này. Mật thì còn nhiều, mật thì vít nắp này. Tôi cho ăn mật vít nắp này. Thì phấn hoa thì bây giờ tôi sẽ tiếp tục bổ sung phân, bổ sung thêm và tiếp tục nuôi xem có cố đấm ăn sôi cứ nuôi được không nhá. Đấy, còn cái cầu bên này. Cái cầu bên này thì nó sau khi nó xây xong thì là quân thì nó chết hết rồi. Sau khi xây xong cái cầu này thì quân không phát triển được. Đấy, đã xây xong cái cầu này mà quân không phát triển được nhá. Đấy. Đấy thì hiện nay là cái cầu này thì có một chúa dự phòng thì chết rồi. Mà đường, nước đường thì tôi cho ăn thì cũng cho ăn vít nắp rồi. Bây giờ thì không cho ăn nữa. Vít nắp rồi không cho ăn nữa. À, thế sẽ tiếp tục sang cái cầu ông ý mà xuống cầu 42 nhá. Đây là ông ý xuống cầu 42 này. Ông ý xuống cầu 42 thì nó đã xây cái lưỡi mèo này. Nó xây cái lưỡi mèo ra và ngoan vắn ngăn đây rồi. Mật vẫn còn vít nắp đây. Thế nhưng mà quân tụt rào rạc, xào xạc hết rồi. Và cái chân tầng nó cũng đã xây xong cái chân tầng này nhưng mà hết quân rồi. Xây gần xong cái chân tầng này thì bị hết quân rồi nhá.
Đấy, bây giờ chúng ta xem quân ở trong này. Đấy, quân ở trong thì như vậy là cái đàn này là có chúa, mũ chúa, cái là tương nghi là mất chúa rồi. Tương nghi mất chúa rồi. Có mũ chúa cấp tạng thì tương nghi mất chúa rồi. Mất chúa rồi. Không tìm thấy chúa, mất chúa rồi. Quân còn rất ít. Xem cầu bên này xem nào. Như vậy là mất chúa rồi nhá. Mật thì có vít tắp này, mất chúa rồi. Quân càng ngày càng hao mòn đi chứ. Có cấp tạo mũ chúa, mất chúa rồi. Đây là cấp tạo mũ chúa là mất chúa rồi. Mất chúa thì bây giờ tôi xem chúa dự phòng còn sống thì tôi thả ra nhé. Đàn này thì có một con chúa dự phòng ở cái này chết rồi. Chết mất con chúa dự phòng rồi mọi người nhớ. Đàn này nó có 3 con chúa, còn 2 con dự phòng. Còn một con vẫn còn sống nhá. Còn một con vẫn còn sống thì tôi thả thả con còn sống này nhá. Tôi sẽ thả con này ra nhá. Vâng, tôi sẽ thả con chúa này ra nhá. Mọi người nhìn nhá. Còn con chúa dự phòng này nữa nhá. Đây còn một chúa dự phòng đấy ạ. Còn một con chúa dự phòng nữa mọi người, đây con chúa nhá. Thì tôi để thả nhá, còn còn một con nữa tôi thả vào đây. Tôi thả ra này. Thả ra để xem nó có tồn tại nữa không này. Tôi sẽ thả con chúa rồi nhá. Thả con chúa ở một cầu này. Và tôi sẽ rũ. Rũ đây nhá. Dồn lại một cầu thôi. Tôi sẽ dồn lại một cầu để xem nó có nuôi dưỡng nó không. Và đây là cái chân tầng này. Thế nó dồn lại này. Như vậy là cái đàn 42 này tôi sẽ dồn lại mặt cầu và thả con chúa dự phòng ra, còn con chúa trong đàn chết rồi. Giờ tiếp tục tôi lại cho phấn cho mọi người nhé. Lại tiếp tục cho phấn cho mọi người. Đường thì vít nắp no nê rồi, đường thì không phải cho ăn nhé. Bên này cũng vậy, đàn bên này cũng vậy nhé, cũng tròn phấn nhé. Để xem nó có tồn tại, nó sống sót được không nhé. Đường thì vít nắp rồi, không cho ăn đường nữa. Đây là cái lưỡi mèo mà nó xây vít nắp ở đây. Mà sau khi nó xây xong thì nó hết quân. Đây thì báo cáo với mọi người là đây là cái đàn ong, hai cái đàn ong Ý đang nuôi thực nghiệm. Mà đến giờ phút này thì tôi cho nghĩ là không còn vớt vát nữa rồi.
không còn vớt vát nữa rồi, thì đánh giá là tôi nghĩ là trước đây là có khả năng là đàn ong nó già hóa hết rồi, cho nên khi nó đẻ ra nó không đủ kịp thay thế. Thế thì những ai người những các bạn ai là những người nuôi ong ý thì các bạn xem như thế này có còn thể tồn tại, có thể nuôi được không, thì tôi sẽ cố gắng nuôi cho đến khi nào nó chết hết thì thôi. Đấy, thì báo cáo với quý bà con các bạn thì tôi chưa có kinh nghiệm ong ý, mà tôi chỉ nuôi trên 50 năm nuôi ong thì tôi chỉ nuôi ong nội thôi. Thế còn ong ý thì tôi nuôi một lần cũng thất bại và lần này lần thứ hai. Vâng, như vậy là cũng chia sẻ quý bà con mọi người là cũng yêu cầu là xem lại cái thùng ong ký thực nghiệm. Vâng, thế thì trước khi mà kết thúc video thì mời quý bà con anh em và các bạn thì xem lại mấy hình ảnh của những các bác, các anh và các bạn trên mọi miền Tổ quốc cũng gửi về cho tôi hai cái, một người nuôi ong ở miền Bắc và một người nuôi ong ở miền Nam. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem hai cái trại ong mà cũng nuôi tại chỗ mà người ta nuôi được, người ta gửi cho tôi nhé. Vâng, tôi sẽ dừng tạm video ở đây và chúng ta sẽ xem hai cái video của hai trại nuôi nhé. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu xem nhé. Chào anh chị nha, thì đây là những cái đàn ong, những đàn ong em dưỡng giống nè. Anh em nào có cần giống thì em sẽ chia lại nha anh chị. Dưỡng giống thì nói chung là không có khai thác mật á, cho nên là em cũng gọi là cũng dưỡng bộ đậu nành này kia rồi nè anh chị. Ngày lâu lâu cũng kích cho nó ong nó lên mạnh nha anh chị. Đây bộ đậu nành này. Ở đây thì toàn bộ những cái đàn này là em dưỡng giống, thử giống số đàn này. Thử giống này là chú tơ hết nha quý anh chị, thì cũng làm ra để quý anh chị nào có cần giống đó. Có nhiều quý anh chị hỏi giống trước thì em không có, giờ em làm ra để sẵn vậy nè. Quý anh chị nào có cần thì cứ liên hệ cái làm có giống để em chuyển cho quý anh chị. Nè, ong vàng gà, ong bệnh, nó ong bên đất nè quý anh chị. Hồng lên nắp khá là ok. Đây, tất cả đều lên nắp thôi anh chị, 7 cầu thôi. Hồng giống thì để 7 cầu thôi anh chị. Đây, như đây này đang xây cầu, đang xây thêm cầu thứ 8 nè. Đây là lúc này không phải là mùa mật cho nên là em dưỡng ông được như thế này là cũng nhưng mà cũng tạm ổn rồi nha anh chị. Đây, vườn lên nắp. Vườn hoàn gần nha anh chị. Đây giống, hồng rất là đẹp, bóng.